Trong một cuộc trao đổi trước đây với FPNC, ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từng nhắc đến đề xuất kéo dài thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Và mới đây, Bộ Tài chính đã chính thức công bố sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi mô hình này. Theo Bộ Tài chính, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp về cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã bước đầu mang lại hiệu quả và có nhiều ý kiến đề xuất đưa chương trình ra thực hiện đại trà. Trong thời gian qua, cũng có một lượng lớn hồ sơ chưa được bồi thường kịp thời do nhiều hồ sơ phát sinh cùng thời điểm hoặc chưa xác định được nguyên nhân mức độ tổn thất. Việc này đã làm nhiều người lo ngại về mức độ khả thi và hiệu quả của mô hình bảo hiểm nông nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn quyết định tiếp tục triển khai chương trình về các địa phương. Được triển khai trong hơn một năm qua, tính đến tháng 5 vừa qua, chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã có hơn 234.000 hộ dân đăng ký tham gia với tổng giá trị là 5.000 tỷ đồng.